Kính thưa tất cả quý vị, một lần nữa xin đón chào quý vị đến với lại Trí Tạ Channel. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho chúng tôi trong thời gian vừa qua. Kính thưa tất cả quý vị, vào ngày hôm qua thì Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi có họp báo và bà có chính thức đưa ra lời phát biểu kêu gọi các đồng viện của bà, các chính khách thuộc đảng Dân Chủ, các chính khách của đảng Cộng Hòa, của cả hai viện, Hạ viện và Thượng viện, hãy cùng với bà để mà đi tới quyết định truất phế Tổng thống Trump với tu chính án 25. Và tại sao Chủ tịch Hạ viện lại đưa ra ý nghĩ là truất phế Tổng thống Trump trong hoàn cảnh là Tổng thống chỉ còn ở cái vai trò này chưa đầy 2 tuần nữa? Chúng ta đều biết được cái kết quả ngày 6 tháng Giêng vừa qua là một kết quả cuối cùng, tức là sau khi mà Phó Tổng thống Mike Pence đã đọc cái kết quả ai là người chiến thắng trong cái đợt bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua, thì chúng ta thấy được, xem như việc đó là kết quả chính thức. Thì cái câu hỏi mà chúng ta cũng khá quan tâm trong thời điểm mà Tổng thống Trump chỉ còn tại vì chưa tới 2 tuần, tại sao Chủ tịch Hạ viện lại dùng tới tu chính án 25? Và bà dùng tu chính án 25 với mục đích gì? Trước khi mà chúng tôi xin phép để mà diễn giải, hay là chúng tôi cố gắng để mà tìm hiểu quyết định của bà, chúng tôi sẽ giải thích một tí xíu về những điều khoản trong tu chính án 25. Thưa tất cả quý vị, tu chính án 25 được lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1967. Tại sao có tu chính án 25? Tu chính án 25 đề cập khá rõ về cái việc chuyển giao quyền lực có liên quan tới tổng thống và phó tổng thống. Trước năm 1967 thì cái việc chuyển giao quyền lực khá là mơ hồ. Chính vì vậy mà lưỡng viện quốc hội đã phải đưa ra đề nghị để tu chính hiến pháp. Do đó tu chính án 25 mới ra đời vào năm 1967. Và tu chính án số 25 có tới 4 điều khoản, thưa tất cả quý vị. Điều khoản thứ nhất là khi mà tổng thống vì lý do sức khỏe qua đời. Hai là vì lý do là từ nhiệm. Từ nhiệm vì một số lý do liên quan tới pháp lý. Thì đương nhiên, sau khi mà tổng thống từ nhiệm vì lý do sức khỏe là đi tới cái vấn đề là qua đời, thưa tất cả quý vị. Hai là vì lý do pháp lý là phải từ nhiệm thì phó tổng thống lên thay. Đó là điều khoản một. Đương nhiên lúc đó phó tổng thống lên thay liền. Điều khoản thứ hai trong tu chính án số 25 có liên quan tới chức vụ vai trò của phó tổng thống. Điều khoản 2 đó là khi mà ghế phó tổng thống bị trống đó thì tổng thống có quyền đề cử một nhân vật nào đó lên để mà giữ vai trò phó tổng thống. Tuy nhiên, cái việc đề cử của tổng thống á phải được lưỡng viện quốc hội chuẩn thuận. Có nghĩa rằng Hạ viện phải bỏ phiếu với đa số phiếu, Thượng viện cũng bỏ phiếu với đa số phiếu. Khi mà nhắc tới điều khoản 2 đó, chúng tôi xin phép đưa ra thí dụ đã xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ là vào thời của Tổng thống Nixon. Khi mà Phó Tổng thống Spiro Agnew đã từ nhiệm, thì lúc đó cố Tổng thống Nixon mới đề bạt dân biểu Gerald Ford. Lúc đó là dân biểu Gerald Ford, ông là chủ tịch của khối thiểu số tại Hạ viện và được cố tổng thống Nixon đề bạt lên giữ vai trò là phó tổng thống. Và ông đã được Hạ viện và Thượng viện chuẩn thuận thành phó tổng thống. Và sau khi mà tổng thống Nixon vì vụ
Watergate, chúng ta đều biết, đã khiến Tổng thống Nixon đã phải từ chức. Thì cái lúc đó, Phó Tổng thống Gerald Ford lên làm Tổng thống bằng điều khoản thứ nhất. Chúng tôi đã xin thưa. Tức là điều khoản thứ nhất là vì lý do Tổng thống qua đời. Hai là Tổng thống từ chức vì những lý do pháp lý. Thì Phó Tổng thống đương nhiên lên thay Tổng thống. Thì khi mà Phó Tổng thống, khi mà dân biểu Gerald Ford lên làm Phó Tổng thống rồi, thì ông lên làm với cái điều khoản thứ hai chúng tôi trình bày, tức là liên quan tới chức vụ Phó Tổng thống, tức là Tổng thống Nixon đề cử dân biểu Gerald Ford và được sự chuẩn thuận của lượng viện, rồi sau đó trở thành Phó Tổng thống, tức là điều khoản thứ hai, là điều khoản riêng về chức vụ bổ nhiệm của Tổng thống. Rồi khi mà Phó Tổng thống Gerald Ford lên làm Tổng thống, thì ông đã dùng tới điều khoản thứ nhất, tức là tại vì bị cái vụ scandal Watergate, thành ra Tổng thống Nixon đã phải từ chức. Và sau đó thì Phó Tổng thống Gerald Ford đương nhiên trở thành Tổng thống bằng điều khoản thứ nhất. Trong lịch sử Hoa Kỳ, Tổng thống Gerald Ford là vị Tổng thống duy nhất, là một nhân vật duy nhất đã thực hiện được hai vai trò. Đã được làm Phó Tổng thống, đã được làm Tổng thống qua việc bổ nhiệm, hoàn toàn không phải là tranh cử. Trong vòng có mấy năm, ông đã thực hiện cả hai vai trò Phó Tổng thống và vai trò Tổng thống. Hai vai trò này, ông đã thực hiện không qua vấn đề tranh cử, mà qua tu chính án, những điều khoản trong tu chính án thứ 25. Đây là một cái chuyện mà nó xảy ra, có thể nói là duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, một nhân vật mà đảm nhiệm hai chức vụ mà không cần phải tranh cử. Đó là trường hợp của Tổng thống Gerald Ford. Cái điều khoản thứ 3 trong tu chính án số 25, thưa tất cả quý vị, điều khoản thứ 3 là cái phải nói là đây là cái sự tự nguyện của Tổng thống. Khi mà Tổng thống cảm thấy, một vị Tổng thống cảm thấy vì lý do sức khỏe, có thể sức khỏe về thể xác, có thể sức khỏe về tinh thần, không thể đảm nhiệm được chức vụ Tổng thống của mình, thì trong cái thời điểm này, vị Tổng thống sẽ phải viết hai văn thơ gửi lên Hạ viện và Thượng viện, cả hai viện, lưỡng viện Quốc hội, và phải có chữ ký để thông báo rằng vì cái lý do sức khỏe tôi không có khả năng để tôi đảm nhiệm, thì tôi muốn đề cử Phó Tổng thống sẽ lên đảm nhiệm trong cái thời gian mà tôi không có khả năng đảm nhiệm. Thì điều khoản thứ 3 đã được thực hiện trong một số đời Tổng thống. Thứ nhất là chúng tôi muốn kể đến là Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1000, Tổng thống vào năm 1985. Khi mà cố Tổng thống Reagan vì vấn đề sức khỏe, tức là khi mà ông phải đi xôi ruột đó, thì trước khi mà bác sĩ gây mê đó, chích thuốc cho ông, thì trước cái giờ phút đó ông phải ký một văn bản. Ông đề bạt Phó Tổng thống Bush, Tổng thống Bush, bố lúc đó là Phó Tổng thống dưới thời của Tổng thống Reagan đó, sẽ phải làm Tổng thống lâm thời, hay chúng ta gọi là Tổng thống, hay là quyền tổng thống, thưa tất cả quý vị. Và cái khoảng thời gian mà cố tổng thống Reagan phải đi xôi ruột đó, chỉ có hình như có vài tiếng đồng hồ thôi. Tuy nhiên, vài tiếng đồng hồ tại Mỹ cũng phải có một người với cái chức vụ là quyền tổng thống. Trong giờ phút nào cũng phải có người làm tổng thống, một giờ một phút cũng phải có người làm tổng thống. Nếu mà tổng thống vì cái lý do nào thì phải có người lên thay thế cái vị trí tổng thống. Và vào năm 2002 thì tới thời của tổng thống George W. Bush, tức là chúng ta hay gọi là tổng thống Bush con đó, thì năm 2002 tổng thống George W. Bush lại phải đi xôi ruột. Thì lúc đó ông lại phải thực hiện điều khoản thứ 3
Tức là điều khoản thứ ba là điều khoản tự nguyện thưa tất cả quý vị, tức là đây là cái sự tự nguyện của tổng thống. Thì tổng thống George W. Bush lại viết một cái văn bản phải có ký tên gửi qua Hạ viện và Thượng viện cho biết rằng cái người sẽ làm quyền tổng thống trong cái thời điểm mà ông phải bị chích thuốc mê, phải đi sơ ruột, đó là phó tổng thống Dick Cheney. Mặc dù có 2 tiếng thôi, tức là từ 7 giờ, hình như 7 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng á, thì trong cái giờ đó phó tổng thống Cheney lên với cái vai trò là quyền tổng thống. Tại mỗi sáng là cái vai trò của tổng thống nhiều khi phải đi họp với cố vấn an ninh quốc gia, hai là bộ trưởng bộ ngoại giao, thì là vấn đề an ninh lúc nào cũng phải có một người ở trong vai trò là tổng thống. Điều khoản thứ tư, phải nói điều khoản thứ tư mới là một cái điều khoản hoàn toàn khác ba điều khoản trước đây, là khi phó tổng thống và đa số nội các, tức là cái cấp chúng ta gọi là cái cấp bộ trưởng, là được tổng thống bổ nhiệm, thưa quý vị, phó tổng thống cộng với đa số thành viên nội các, tức là người đứng đầu từng bộ, nếu mà cảm thấy tổng thống không còn đủ minh mẫn, hay là vì vấn đề thể xác, vì vấn đề tinh thần, liên quan tới vấn đề sức khỏe, hay vì bất cứ một cái lý do nào mà không thể nào tiếp tục được cái vai trò tổng thống á, thì cái người phó tổng thống cộng với đa số những người đứng đầu trong nội các, tức là tới mười mấy bộ trưởng sẽ họp lại và sẽ đưa ra quyết định trước phế tổng thống. Thì lúc đó phó tổng thống sẽ được đương nhiên trở thành tổng thống tạm thời, và sau đó 4 ngày thì cái vị phó tổng thống lên với cái vai trò là tổng thống tạm thời, mặc dù lúc đó vẫn còn tổng thống thiệt, nhưng mà cái vị này đương nhiên sẽ dùng cái điều khoản số 4 để mình lên trở thành một người tổng thống lâm thời, và có 4 ngày để đưa cái việc này đưa ra lưỡng viện quốc hội, và lưỡng viện quốc hội sẽ có 21 ngày để bỏ phiếu, thưa tất cả quý vị. Thành ra cái điều khoản thứ tư là một hình thức, là một hình thức đảo chánh trong hiến pháp, một hình thức đảo chánh và lật đổ trong hiến pháp qua điều khoản thứ tư của tu chính án số 25. Tức là khi mà phó tổng thống có được sự đồng ý đa số nội các, thì phó tổng thống thì chắc chắn tôi nghĩ là theo điều khoản thứ tư đó là phải có văn bản, tức là phải có chữ ký đa số nội các, tức là đa số bộ trưởng sẽ phải ký giấy vô đồng ý là vị phó tổng thống này sẽ làm tổng thống lâm thời. Thì sau đó có 4 ngày để cái vị tổng thống lâm thời này đưa cái việc này qua đệ trình lên lưỡng viện quốc hội. Và trong 21 ngày đó lưỡng viện quốc hội phải bỏ phiếu. Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ xảy ra. Nhưng mà theo điều khoản số 4 á, thì khi mà một vị phó tổng thống lên làm tổng thống tạm thời, tổng thống lâm thời, thì cái người tổng thống vẫn còn tổng thống. Thì chúng ta thấy, nhưng mà tuy nhiên đa số thành viên nội các là đã theo cái người phó tổng thống rồi. Đây có thể gọi là một sự đảo chánh trong hiến pháp. Thành ra chúng ta thấy 4 điều khoản trong tu chính án 25, chúng ta mới thấy được là cái điều khoản thứ tư là điều khoản để mà khiến cho tạo cái cơ hội cho cái người đang ở cái vai trò phó tổng thống để mà có thể lật đổ tổng thống bằng cái cách mà phải thuyết phục đa số các thành viên nội các. Thành ra trở lại cái việc mà chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi đưa tu chính án 25 ra để kêu gọi các đồng viện, thật sự là bà có mục đích gì, thưa quý vị? Thật sự là bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có hiểu rằng hiện nay người dân Hoa Kỳ muốn thấy các cấp lãnh đạo tại Mỹ, Dân Chủ hay Cộng Hòa, muốn thấy phải có sự đoàn kết để mà tiếp tục phát triển kinh tế, để mà tiếp tục
giúp cho Hoa Kỳ vẫn giữ vững được vị trí siêu cường trên thế giới. Chủ tịch Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đưa ra độc chiêu, thưa tất cả quý vị. Có phải bà Nancy Pelosi muốn chia rẽ các chính khách trong đảng Cộng Hòa hay không? Bà biết khá rõ hiện nay đảng Cộng Hòa đang có sự chia rẽ. Cái đó thực tế, có hai nguồn tư tưởng. Một phía là trung du, phía kia là ủng hộ Tổng thống Trump một cách mãnh liệt. Rất là rõ ràng, có hai khuynh hướng. Không biết là trong sự tính toán của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, bà có muốn đào thêm hố chia rẽ giữa Phó Tổng thống Pence và Tổng thống Trump hay không? Bảy cái điều khoản thứ tư. Điều khoản thứ tư là điều khoản gì? Là Phó Tổng thống và đa số nội các có quyền lật đổ Tổng thống. Thì chúng ta thấy được là đây có phải là sự tính toán của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hay không, để khiến cho đảng Cộng Hòa càng thêm chia rẽ. Chúng tôi không nghĩ là cái chuyện này xảy ra. Chúng tôi nghĩ là cái chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Thứ nhất là các chính khách thuộc đảng Cộng Hòa, chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ đủ sáng suốt để họ sẽ không rơi vào bẫy của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Thêm một cái chuyện nữa, hiển nhiên Tổng thống Trump hiện nay chỉ còn mười mấy ngày tại vị. Thành ra trong thời điểm hiện nay đó, thì chúng ta thấy được là các chính khách dù cho đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, người ta cũng biết được đây là một đòn chính trị. Và ngày hôm qua, ngày 7 tháng Giêng, thưa quý vị, Tổng thống Trump, ông đã đưa ra lời tuyên bố rõ ràng là ông lên án những hành động đập phá tại tòa nhà Quốc hội. Ông đã lên án những hành động này, ông lên án mạnh mẽ những hành động đập phá tại tòa nhà Quốc hội. Và ông cũng kêu gọi sự đoàn kết. Và chúng ta thấy vào ngày 6 tháng Giêng, ông cũng kêu gọi là tất cả những người tuần hành hay ủng hộ gì ông, hãy về nhà, hãy về nhà. Thành ra chúng ta cũng thấy được chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là phía bên đảng Dân Chủ họ nắm đa số cả Hạ viện và Thượng viện. Vậy mà họ vẫn muốn tạo thêm sự chia rẽ, mà chúng tôi gọi đây là một sự chia rẽ không cần thiết. Tất cả đều là sự tính toán, những đòn phép chính trị, thưa tất cả quý vị. Họ có thật sự muốn phục vụ người dân Hoa Kỳ hay không? Họ có đủ can đảm, họ có đủ nghị lực để mà gạt bỏ hết tất cả những bất đồng quan điểm, những đòn phép chính trị để giúp cho Hoa Kỳ vượt qua đại dịch COVID-19, giúp cho Hoa Kỳ tiếp tục giữ vững được vị trí siêu cường. Hai là họ muốn tiếp tục đào thêm hố sâu chia rẽ, tạo thêm sự mất đoàn kết để cuối cùng làm cho người dân mất tin tưởng vào các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Chuyện này có cần thiết hay không? Chúng tôi hy vọng rằng những lời giải thích của chúng tôi để tạo cơ hội cho tất cả chúng ta hiểu được về tu chính án 25, cũng như hiểu được những sự tính toán trong đòn phép chính trị của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc.